Dạ, thưa vâng, thưa quý vị, những ai mà bị những vết thương bị cắt anh cũng như là bị ngứa, bị vảy nến hay là luôn cả những mụn ruồi thì anh có thể anh đắp trong một thời gian. Lên Dạ vâng, thôi anh à. vừa uống và vừa đắp ở trên chỗ những vết thương đó trong một thời gian, nó heal đi hoàn toàn đi. Đây không phải là thuốc Bắc, không phải là thuốc Nam phải không? Mà Dạ đến từ vâng, đây là thuốc châu Âu đến từ châu Âu thưa anh. phải Dạ, khi chúng không? ta nói đến một cái chai rượu thuốc thì chúng ta lại nghĩ đến Đúng là từ ở rồi. bên Trung Quốc hay Đúng là ở bên rồi, châu Việt Á. Nam hay Nhưng như mà thưa quý nào? vị, đây là một cái công thức từ châu Âu đã trên 400 năm rồi. Nhưng mà theo em nghĩ mình có thể đại loại gọi là thuốc nam giống như của mình, tại vì trong đây toàn là những cây cỏ, những hạt mà ở bên Thụy Điển người ta Và có những thôi. rễ cây, dạ vâng. Bây giờ thì muốn sở hữu những sản phẩm này mình tìm ở iShop LSTV Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Thị đã nhắc nhở tới quý vị Nghe của khán giả nàng, nghe về của cái nàng. iShop LSTV. Quý vị cứ gọi vô 1-866-328-3434, cái địa chỉ để quý vị tới là 9191 Bosa Avenue, suite 225, đối diện với Phước Lộc Thọ trong khu chợ Á Đông ở trên lầu nha quý vị.